chào bạn trở lại với nhau review. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về cái bộ điều khiển RFID 125kHz. Thì cái bộ này các bạn có thể ứng dụng nó để bật tắt các thiết bị hay là trong cái việc là bảo mật hệ thống nhà cửa hay là xe máy. Cái bộ điều khiển này nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là một cái module chính này, có các cái đầu có header cắm nguồn này. Thì cái bộ điều khiển này các bạn sử dụng nguồn DC từ 9 đến 12V và đầu ra relay này. Relay có cổng thường đóng và thường mở, các bạn có thể tùy biến theo ứng dụng của các bạn. Và một cái coil chip để báo hiệu này, một nút nhấn đây, nút nhấn để vào chế độ set học lệnh, học thẻ đấy, hai led để báo trạng thái đang trong cái chế độ set hay là chế độ quẹt thẻ này, một led để báo trạng thái của relay. Thì đây, nhà sản xuất sử dụng relay 8 chân này. Và một phần nữa đó là cái led này, cái led này các bạn có thể kéo ra ngoài để hiển thị cái trạng thái mà quẹt thẻ hay là kẹt ở đây. Và phần quan trọng nhất đó là phần anten này. Đấy, anten để truyền tín hiệu ra cái thẻ này và nhận tín hiệu về. Các bạn có thể kéo dài cái dây này ra tùy vào cái vị trí kẹt của các bạn. Thì vì cái module này sử dụng relay nên các bạn có thể đóng ngắt các thiết bị DC hay là AC cách ly. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn sử dụng nhé. Thì đầu tiên các bạn cấp nguồn DC ở đây là 9 đến 12V. Ở đây mình cái thiết bị đầu ra mình sử dụng là cái bóng đèn AC 220V. Đây mình cắm vào thường mở đây. Thì đầu tiên các bạn phải học nó, tức là học một cái thẻ chủ ấy, thẻ chủ để mình cất cái thẻ này đi và lưu giữ nó. Tức là thẻ chủ này thì các bạn có thể học được các cái thẻ con khác để bật tắt các cái thiết bị này. Thì đầu tiên ở đây mình có ba cái thẻ này. Thì đầu tiên mình quẹt vào nó sẽ không nhận này. Cái này là thẻ chủ rồi. Thì đầu tiên các bạn nhấn nút, mình khởi động lại đã. Các bạn nhấn nút F1, nhấn giữ lại. Khi mà còi báo và led nhấp nháy thì ở đây mình sẽ chọn cái thẻ có cái đuôi là 42 ở cuối này. Thì sau một khoảng thời gian mà mình không cài đặt thì nó sẽ tự động thoát ra khỏi cái chế độ ấy. Thì mình vào lại này. Ok, quẹt cái thẻ vào khoảng cách khá xa đấy. Ok, thì quá trình học đã thành công. Bây giờ mình cái thẻ này là thẻ chủ này. Thì khi mà có cái thẻ này các bạn mới học được các cái thẻ còn lại. Đầu tiên này, cái thẻ khác không quẹt được nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành thêm cái thẻ con này vào. Thì thẻ chủ ở đây, các bạn quẹt lần thứ nhất này, đèn nhấp nháy. Đấy, quẹt cái thẻ phụ vào. Xong rồi quẹt lần thứ hai, thứ chính. Ok, tức là còi báo như vậy là các bạn đã thêm thành công rồi. Bây giờ mình thử bật tắt này. Đó, khi mà bật thì là đèn xanh báo này. Thì sau khoảng thời gian đây sẽ trở về trạng thái ban đầu đó. Ở đây cái thẻ mà mình chưa tiến hành học này thì quẹt nó sẽ không tác dụng này. Đấy, khoảng cách khá xa, khoảng 10 cm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành học nốt cái thẻ vừa rồi này. Quẹt lần thứ nhất này, thẻ chủ ấy, quẹt thẻ phụ này, cái thẻ chính. Ok, đây mình đã có một cái thẻ chủ này. Thì cái thẻ này các bạn có thể cất đi, cất thì không cho ai biết cả. Và hai cái thẻ này thì đưa cho người thân sử dụng để điều khiển cái bộ điều khiển này. Đó, thẻ thứ nhất này, trong một khoảng thời gian nó sẽ tắt đi. Thì
Các bạn có thể ứng dụng nó vào, ví dụ như mình quẹt thẻ xong rồi, sau khoảng bao nhiêu giây, khoảng 15 giây mà chúng ta không đề hay là mở cửa ấy, thì là nó sẽ tự động đóng vào. Đấy, tính ứng dụng khá là cao đấy. Mình sẽ tiến hành xóa hai cái thẻ con này đi. Đấy, thì các bạn quẹt thẻ chủ vào đây. Rồi, quẹt lần nữa. Đấy, thì khi mà các bạn đã xóa cái thẻ con này đi thì bây giờ mình mở sử dụng cái thẻ đấy cũng không thể mở được. Đó. Ok. Rồi. Thêm lại một lần nữa này. Đó. Thêm. Ok. Đó. Rồi. Rồi. Thì cái video test và hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ điều khiển RFID của nhóm này là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.